Quay cho mọi người xem cái hệ thống tầng hầm của nhà hàng, chống được bom luôn. Đây là cái cửa lớp cuối cùng mình vào trong đây. Để mình xem. Đó. Đây là toàn bộ cái kho. Mình thì những cái đồ mà vừa hôm qua mình dùng ấy, thì bây giờ mình phải chuyển hết xuống cái kho này. Mình phải mở hết tất cả cửa ra, xong rồi tí nữa mình mới chuyển đồ xuống. Xuống tới nơi thì nó là hai chục chìa khóa mới vào được đến đây. Thì mình tiện xuống kho này mình review luôn cho mọi người xem. Thì tất cả các ngôi nhà của Thụy Điển thì nó đều có một cái tầng hầm. Đấy, cái tầng hầm là cửa sắt rất là dày luôn nha. Thì toàn kho vất chứa những cái đồ không dùng ấy. Mọi người nhìn nhỉ, van, cửa thép ấy. Cái này thì có một phân thôi. Nhưng mà có nhiều cái cửa mà Đức được biết nó như cái ở cái tòa nhà trước Đức ở ấy, nó phải dày những gang tay chống bom đấy, qua rất nhiều lớp cửa sắt đó. Xong rồi đây là cái lớp cửa thứ ba luôn để vào được cái kho của mình. Đi lên trên bắt đầu là tầng hầm. Mỗi lần hôm qua dọn hết ra đấy, hôm nay những cái đồ gì mà không dùng thì lại bê xuống kho. Đấy, đây là xung quanh gọi là sân sau của nhà, cái chỗ mà hôm qua mình bảo là lối thoát hiểm ra ấy. Ai bảo là làm vẫn không vất vả. Phải đi hàng chục chuyến chưa hết đấy. Bê hết xuống thì hàng bắt đầu đã về rồi. Công việc của buổi sáng nay là tập thể dục. Suốt từ sáng giờ là chỉ bê thôi. Nấu đồ Việt nấu đồ thuần Việt thì không ai ăn đâu. Cái câu nói này thì đã ám ảnh vào đầu Đức cách đây 5 năm từ khi bước chân sang Thụy Điển. Vừa đặt chân sang Thụy Điển cái thì đã bị các gọi là bậc tiền bối, như là những người đi trước ấy, những người anh đi trước đã đánh phủ đầu luôn. Mày có giỏi đồ Việt đến mấy, mày có làm 15 hay 10 mấy năm ở Việt Nam chăng nữa, sang đây mày nấu không ai ăn đâu. Thật sự mọi người ấy, là đồ Việt Nam mình có ăn hay không ấy, thì đồng ý là Tây thì nó không thể nào ăn được 100% đồ Việt Nam mình nấu. Nhưng mà cái ẩm thực Việt Nam mình rất, cái món ăn Việt Nam của mình rất là ngon. Nhưng mà mình sang đây đấy, thì trong 5 năm mình sống ở Thụy Điển ấy, thì tại mọi người biết tại làm sao mà lại bảo là đồ Việt nấu thuần Việt thì không ai ăn. Thật ra là những cái gia vị đồ Việt mình ấy nó rất là lồng, nó rất là nhiều gia vị. Hành, gừng, riềng, tỏi, xả, mắm tôm, đúng không? Nước mắm, rất nhiều gia vị, nó rất là lồng mùi. Nhưng mà mọi người không biết là những cái út, những cái phô mai của Tây nó rất là lồng mùi hơn, nó có những cái loại gia vị nó còn nồng mùi hơn rất là nhiều. Nhưng mà tại sao mọi người, tại vì mọi người chưa làm đồ Tây đúng không? Chưa, gần như là những người Việt sang đây đa phần là làm đồ Tàu, đồ Thái đúng không? Mọi người cứ tôn vinh cái đồ Tàu, đồ Thái lên. Nhưng mà Đức là người trực tiếp đã làm đồ Tây suốt một cái thời gian vừa qua, là Đức làm đồ Tây. Thì rất nhiều các gia vị của đồ Tây mùi nó còn lồng hơn của mình rất là nhiều. Mọi người biết món cá chích muối nổi tiếng của Thụy Điển chưa? Nó không khác gì mắm tôm của mình, nó còn hơn cả mắm tôm của mình luôn. Và có những cái loại út Odola sốt, mùi của nó lồng không khác gì mắm tôm luôn. Nhưng mà dân người ta vẫn ăn. Những cái món Việt của mình đấy, thì mình là một người đầu bếp, mình sang đây thì đúng không, thì mọi người muốn cái khẩu vị của người Thụy Điển hay của người châu Âu nói chung đi, người ta ăn mặn hơn, ăn gần như là ăn rất là đậm. Những cái mùi vị của Việt Nam mình nhiều cái mùi mà nó lồng quá thì mọi người căn chỉnh giảm nó đi một chút. Tây nó ăn rau, nghĩa là món ăn của nó rau cỏ, thì nó cũng thật ra là rau cỏ là không thể nào đa dạng bằng Việt Nam mình được. Nên đừng nói là món đồ Việt Nam ra nó không ăn đâu, đó là do các bạn. Các bạn không biết biến tấu đi sao, nghĩa là mình không phải là thay đổi hết. Mình chỉ nhiều cái mình phải giữ được nguyên bản, nhưng mà mình giảm những cái mùi lồng đi, giả sử như nước mắm chẳng hạn, mình cho ít thôi. Mình pha nước mắm phít sốt, bình thường là mình pha mắm ở nhà nó đậm đặc hơn đúng không? Mình sang đây mình pha nhạt đi một chút. Cái tỷ lệ mắm mình ít đi một chút. Đấy, mắm tôm, mắm tiếc, giả sử nó hơi, những cái món mà bạn phải nấu đến mắm tôm đúng không? Thì bạn phải
biết cách làm sao mà cho nó hết cái mùi mắm tôm đi, hạn chế nó không hết được, nhưng hạn chế giả sử mắm tôm các bạn bọc giấy bạc vào các bạn nướng nó cũng đã giảm đi được một phần mùi rất là nhiều rồi. Thì bây giờ là các bạn cứ bảo là nấu đồ thuần Việt không ai ăn đâu, không Tây nó không ăn đâu, các bạn có cái tư duy như thế thì làm sao mà cái ẩm thực Việt bay xa được, làm sao mà cái ẩm thực nó phát triển được. Đức không phải là tự hào đồ Việt của mình hay như nào, mà đó là thật sự là đồ Việt của mình rất là ngon, không thua kém gì đồ Tàu đồ Thái mà các bạn đang nấu đâu. Đồ Tàu đồ Thái các bạn đang nấu, các bạn ăn bao nhiêu năm nay các bạn thấy nó có ngon bằng đồ Việt của mình không? Bạn vẫn phải ăn đồ Việt mà. Mà thật sự là Tây nó ăn thử đồ Việt của mình nó cũng rất là nghiện. Nhưng mà mình phải biết cách làm sao mà nó phải hơi bị nai đi một chút, nai một chút thôi, nhưng những cái căn bản giả sử như là phở, mình phải giữ được hương vị đặc trưng của phở Việt Nam. Chỉ là bớt như mùi hồi thảo quả nhẹ đi một chút thôi, chỉ dịu đi một chút thôi. Chứ Tây nó rất thích cái mùi đấy, nhưng mà mình cho dịu đi một chút. Đấy, bánh mì cũng thế, bánh mì Việt Nam thì mọi người cần gì phải cắt cái gì, mọi người bảo là bánh mì Việt Nam Tây nó không ăn đâu á. Thế tại sao mọi người nghĩ là bánh mì Việt Nam lại thua những cái sandwich của bọn Maxi, à bọn McDonald's? Hay thật. Bún thịt nướng thế, các bọn ở bên đây thế, mình bún thịt nướng, mình giữ nguyên bản là mình nướng kẹp vỉ than hoa. Mà các bạn bảo là không ngon á, các bạn thấy đấy, ở bên này các bạn biến tấu, các bạn cho vào chảo xào, các bạn bảo là ngon hơn mình nướng than hoa á. Các bạn nhầm hết. Cái gì mình giữ được nguyên bản thì mình nên giữ. Nhưng mà quan trọng là cái điều kiện của bạn có làm được hay không thôi. Năng lực chủ đầu tư có chịu chi cho các bạn hay không thôi. Chủ mình ở đây 3-40 năm đều là đầu bếp. Thế người ta sẵn sàng đầu tư một cái nhà hàng Việt Nam lên mấy triệu bạc. Cái nhà hàng này là mua chỉ có mấy trăm nghìn thôi, nhưng mà sửa sang lại mất 2 triệu, chứ không tính đồ đạc để vận hành nhé. Sửa xây mới là hết 2 triệu. Thế mọi người nghĩ người ta ở đây mấy chục năm, người ta cũng là đầu bếp, đầu bếp nấu đồ Tây đàng hoàng, mà người ta chấp nhận để cho mình quản lý vận hành để đưa ẩm thực Việt ra ngoài. Mọi người nghĩ đồ Tây nó không ăn á? Mọi người nghĩ là chủ mình không nghĩ như các bạn à? Các bạn đừng lên suy nghĩ là đồ Việt mình nấu Tây không ăn đâu, mà các bạn phải chọn nguyên liệu, chọn gia vị làm sao để nó thích hợp với Tây. Thì các bạn ở bên đây một thời gian rồi đúng không? Có người ở 5 năm, 10 năm, có người 2, 30 năm. Thế tại sao các bạn ở đây các bạn chưa hội nhập à? Mình ở đây 5 năm gần như mình đã bị đồng hóa đồ Tây rồi. Mình ăn ngày xưa mình sang đây mình ăn món nào của Tây cũng mặn rắc luôn. Nhưng mình ăn giờ món nào cũng vừa miệng. Là mình đang bị đồng hóa, mình ăn đang quen cái khẩu vị của Tây. Thế bây giờ mình nấu gần như cái khẩu vị của mình nấu nó cũng là nấu cho Tây ăn mà. Thì 5 năm nay mình chỉ có nấu cho Tây, mình có nấu cho Việt đâu. Thế đừng nói là tại sao mình nấu đồ Việt không có người ăn. Các bạn đừng nên có cái suy nghĩ như thế, mà phải do bản thân mình. Mình biến tấu làm sao, cái gì giảm lên giảm, cái gì giữ được lên giữ. Những cái gì mà thật ra mình nghĩ là nó đơn giản, mình tiếp xúc, tại vì nhiều các bạn ấy, mình đang lên mình không phải là khinh các bạn hay ấy, nhưng mà các bạn đang bị chạy một cái thói quen giả sử như là làm bếp, mình làm sushi chỉ biết làm sushi, mình làm bếp nóng chỉ biết làm đồ nóng, mình làm bếp Tàu mình chỉ chuyên xào đồ Tàu đồ Thái, buffet mình chỉ biết làm thế. 5 năm ở bên này mình làm được hết tất cả đồ Tàu đồ Thái, sushi, đồ Tây, đồ Việt Nam. Mình thì có kinh nghiệm mười mấy năm ở Việt Nam rồi, nhưng mà tại sao các bạn lại không dám thay đổi? Các bạn là đầu bếp mà. Thế bây giờ đầu bạn là đầu bếp, bạn con bạn, vợ bạn hay là người thân bạn bảo bạn làm món này, bạn bảo bạn không biết làm à? Bạn chỉ biết làm sushi thôi à? Thế bảo bạn xào cho suất mì xào hay suất miến xào, bạn bảo anh chỉ biết làm đồ Thái thôi, anh biết làm đồ Tàu thôi, anh không biết làm à? Sao lại lạ thế được? Các bạn đã là đầu bếp, mình phải có cái tư duy, mình phải biến tấu đi một chút. Tất cả phải biến tấu, đồng ý, nhưng phải giữ cái gì giữ được nguyên bản nên giữ. Thôi, mình chỉ tâm sự một chút đấy các bạn ơi. Tại vì là mấy ngày hôm nay đấy thì mọi người comment vào các clip của mình đấy, phản ánh là nấu đồ Việt không hay ăn đâu. Mình rất là buồn, nhưng mà thật ra là mình chắc trong lòng bàn tay lắm. Tại vì là chủ mình ở đây 3-40 năm, chủ người ta làm chủ mấy nhà hàng, người ta cũng là đầu bếp mà bảo nấu không hay ăn thì nó vô lý lắm. Nhưng mà quan trọng là khi mình nấu cho người ta, mình đã thay đổi rồi, thay đổi rất là nhiều, thay đổi cho nó phù hợp với Tây, nhưng mà nó không mất đi cái giá trị gốc của đồ Việt. Các bạn bảo là mình chỉ bán, có bạn comment bảo là
mở nhà hàng Việt Nam chỉ là thương hiệu Việt Nam thôi, còn đâu đồ ăn là không phải đồ Việt Nam. Các bạn nhầm đấy, mình nấu 100% đồ Việt Nam luôn. Hôm nào mình cho các bạn xem, các bạn cứ theo dõi mình đi, xem khách ăn đồ của mình như nào nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người có buổi chiều vui vẻ nha. Hôm nay thì mình lại vẫn cứ tiếp tục làm một mình thôi, cũng hòm rồi. Ngày mai thì mình có thể đi mua ít đồ về để chuẩn bị đồ đạc rồi. Còn chiều phải bật hết hệ thống điện của bếp lên nữa. Kho thiết thì cũng tạm xong hết rồi. Những cái hộp này là mình sẽ đựng giấm tỏi đó. Đấy thì mình có hai loại nước dùng. Thì phở bò, bún cá. Đây, đây là cái bếp chiên, một cái tách bu áp chảo, mới lại một cái bếp nướng. Mình xào ít, chỉ có hai bếp xào thôi, mới lại một cái ung nướng. Đó, mình trong đây mình còn chuẩn bị 50 cái vỉ nướng thịt. Bây giờ mình phải bày đồ, bày gia vị, bày hộp lên nữa thôi. Xong bắt đầu là quay đâu đấy là quay ra rửa bếp sạch sẽ. Cái sushi cũng hòm hòm rồi. Vài hôm nữa thì trước khi khai trương khoảng 3 hôm thì mình cũng phải chạy hết một loạt đồ, kiểu như là test ấy, chạy hết một loạt đồ ra để tất cả loại nào vào đĩa nào cho nó phù hợp để cố định luôn. Món này vào đĩa này đây, nó sẽ cố định luôn. Đói, tầm này đói, gần 1 giờ rồi. Giờ một mình ở đây thì chưa biết ăn cái gì, chẳng lẽ lại pha mì khoái ăn. Ở trong nhà từ sáng đến 4 giờ chiều mới bước chân ra ngoài, quá mắt mũi. Kiểu ở trong nhà ánh đèn nó quen mắt ấy, ra ngoài nhìn thấy ánh mặt trời nó lóa. Trong Đức bây giờ đang là 4 giờ chiều. Khung cảnh 4 giờ chiều thì cũng nhộn nhịp. Ở đây thì dân nó không đông đúc như như kiểu ở Việt Nam được, nó chỉ như thế này gọi là đông rồi. Quảng trường phía trước kia nhà ga, nhà ga lúc nào cũng sầm uất nhất. Cái tiệm mình đấy ngay đầu rồi. Sau ngày thứ hai thì cũng đã thành hình cái bếp. Đây là xung quanh của mình, mô hình bếp Việt. Tạm thời thì cái form nó sẽ như này đã. Mai mình phải cắt nốt cái này ra thì bắt đầu là chuyển cái nồi cơm vào đây. Chuyển cái nồi cơm kia ra đây là nó sẽ gọn, là sẽ có cái mặt bằng là 17 năm sống trên đời mà lần đầu tiên mới nhìn thấy những cái tem của Việt Nam mà rất lạ lẫm luôn. Đó. Để một người sinh ra bên này, người ta còn biết, người ta gắn lên mà mình chịu chết lần đầu tiên nhìn thấy. Quay cho mọi người xem nhà có nhận ra những cái tem này của Việt Nam không? Đức chịu ấy, lần đầu tiên nhìn thấy, mình cũng không để ý. Đó.